Hùng ơi, sao dạo này nhà chị côn trùng bay vào nhiều quá? Nhà em cũng vậy, sáng ra em thấy ruồi muỗi bay vào nhiều. Chị có thử sử dụng bình xịt côn trùng rồi nhưng mà chị thấy không thấy hiệu quả lắm. Em nghĩ nếu mà mình dùng bình xịt côn trùng ấy thì nó không an toàn cho sức khỏe của mình đâu. Chị đang tìm cái sản phẩm nào mà vừa bảo vệ được môi trường, vừa bảo vệ được sức khỏe, em có biết loại nào không? À, hình như dạo này á, ở trên TikTok mọi người hay dùng tinh dầu để đuổi côn trùng lắm á. Hình như là dầu tràm không yêu đúng không em? Chị có nghe là nó có thể bảo vệ được sức khỏe mà còn xua đuổi được côn trùng nữa. Đúng rồi đó chị, mà em nghe mọi người còn bảo nữa là dầu tràm con yêu á được chiết xuất 100% từ thiên nhiên và không có chứa hóa chất. Mà nếu như vậy thì nó sẽ an toàn hơn là mình dùng bình xịt côn trùng chứ. Thì mà hai mình mua dùng thử đi. Nãy em đi làm em có ghé cửa hàng con cưng để em mua liền 2 chai luôn rồi. Tí em đưa cho chị 1 chai về mà xài nha. Cảm ơn em nhiều nha. Cái dầu hôm trước em đưa cho chị xài xong rồi. Cái chai dầu của chị như chị thì xài nó hiệu quả nha. Bữa tính kêu kêu lại năm ấy. Trời ơi, mùi thơm mà còn xua được côn trùng nữa. Em biết ngay mà, chai dầu đó về em xài nhà cũng hết côn trùng rồi. Nhưng mà em vẫn xài bởi vì là nó cái mùi của nó giúp em nó ngủ ngon giấc hơn. Hãy sử dụng để cảm nhận hiệu quả thật sự. Dầu tràm con yêu, chăm sóc cả gia đình bạn.